Ơi, chào cả nhà nha. Hiện tại muốn là ăn nữa cái cả nhà ơi. Hôm qua con mình có thèm bún riêu á. Mình có ra đồng mình bắt mà nói chung là lúc dài tháng khô. Không có bắt được nhiều, bắt được có 5 6 con cua gì đó cả nhà ơi. Thì mình bầm ra giờ mình bầm ra mình nấu bún riêu cho ba cho con hai đứa con nó ăn chứ. Sẵn mình ké luôn cả nhà ơi. Có nước cua là thấy ngon rồi đó. Rồi cả nhà ơi, hiện tại mình cua mình ít quá mà được nhiêu cua này nè cả nhà. Mình làm này cái kiểu làm gì? Chả cua Này chả cua thật sự là nó cũng thơm ngon rồi cả nhà. Còn mà cái hương cua mình mua ở ngoài á nó không có ngon. Rồi cả nhà, hiện tại giờ cái nồi bún riêu mình chín rồi nè cả nhà. Rồi mình có huyết nữa, mình ra là cà chua, huyết huyết heo cả nhà. Rồi sườn thịt heo gì rồi chả cua gì trong đây hết nha cả nhà. Cái nồi nướng này rất là ngon cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, giờ bắt đầu mình múc ra nghe cả nhà. Rồi, mình múc ra cho cậu cậu nhóc của mình là chả cua không nha cả nhà. Đây giờ tới giờ cậu lớn, hai cậu này không có cậu nào ăn rau hết trơn. Đó, cậu lớn đó. Rồi, đãi nước lên đi. Rồi ok. Cậu lớn. Giờ tới mình nha cả nhà. Mình mình ăn kém mà mình chơi quá dữ. Có lớp rau dưới nha cả nhà. Quá thì ngon rồi cả nhà ơi. Con ếch nãy có con ếch để vô luôn, bắt được con ếch nữa cả nhà ơi. Mình không có quay ra đồng quay cái cảnh mệt chết cả nhà, đi giáp cánh đồng có 5 con cua giờ khó kiếm quá đó. Ngon ghê luôn cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, hiện tại giờ mình tổng lên cả nhà ơi. Đây mình có đây một cái dĩa rau nha cả nhà, mình cũng làm bài bản như ở quán cả nhà. Nhà ai ăn gì thêm bỏ vô cả nhà ơi. Mình coi cái nồi nước ai nước chấm của mình nè cả nhà, cực kỳ nghe. Mình có nguyên dĩa nước chấm rất là nhìn hấp dẫn cả nhà, ớt chanh và mắm guốc nha cả nhà. Ngoài Mắm guốc mình ăn cái đâu mình tộn nhẹ vô tới đó. cô chú cũng ăn với con đây, ớt vô, ai ăn ớt vô đúng này không? cả nhà, tộn vô. Trộn mà có cua rồi tính bài cô chú nha. Thanh cua bài bản có thật, ngoài đời bắt được làm vô mâm qua ăn luôn. Rồi mời cả nhà luôn. Bằm nhuyễn ăn ngon. Ngon quá. Suốt đời chỉ ăn món này. Ngon hết rồi. Chín còn đang nóng nên chưa ăn được. Màu vàng ngon chứ màu vàng. Đúng rồi hai ạ. Số một là làm số này có chú. Cũng một ngón vậy, ngón bự ngón nhỏ thôi. Rất ngon luôn. Mắm guốc, mắm chanh mà có ớt. Có cua biển rồi. Trời ơi, anh ơi. Cái này sao không có cua biển? Cua đồng kiếm tầng ai đi, cua biển kiếm đâu gà. Ở ngoài biển. Tiền đâu ra ngoài biển. Hết tiền rồi. Nào khóc. Ngon. Cái món này thơm quá. Ăn bún tiếng. Người ta mới ăn. Em mè đầu ăn cơ mà cũng chơi luôn. Cắm vô đây nó mới đã. Mở nè cả nhà. Trời ơi, mở này của con nha. Trời ơi, nó khoai mở. Để từ hồi mày để cho em nha. Ngon quá. Nhưng mà nó có ớt. À, ớt nè. Cha ăn chạm một con dồi vậy đó. Ăn cục thịt siêu to khổng lồ nha. Cái con chó này mời cô chú cùng ăn với con. Đúng ngon cô chú. Xong rồi con mới ăn lại á. Vô cả nhà ơi, nguyên một cục thịt luôn. Ê, có nguyên một thịt con cua luôn. Ủa hả? Rồi xương. Xương cua. Ngon quá. Ngon quá. Mà cô chú cũng ăn với con. Ngon quá. Cha với tên xong chơi chứ con ăn là ớt nè cả nhà. Rồi con ớt nãy của mình để vô á, bún riêu mà có ớt trong đây nữa
Cô dành cái món này cho cô chú nha nha. Nếu mà dành cái món cái còn đúng một cục thịt ăn, ăn ta không giờ luôn. Con ngóc vô cái mâm nó bị á. Quýt ngon kìa ta. Thật là cũng bỏ vô ớt nữa. Giờ ăn cái này ớt thôi à. Tối đa luôn nha nha. Ớt này không ăn được. Thanh tươi ngon ha. Đúng không? Con hết tổ luôn rồi đó. Hiện tại giờ ba cha con đã dùng xong cái buổi sáng và dùng xong cái buổi là ăn bún riêu cua đồng thật sự nha cả nhà. Nhưng mà bà vợ của mình cho cái nồi, một cái nồi quá dữ, mà cái bao tử mình với cái nồi này nó khác nhau trời vực. Ra mình tới đây rồi chưa hấp thêm nước nữa, nước quá là ngọt luôn cả nhà. Nước ngon á. Bây giờ nói chung á là thằng lớn thì nó ăn hết rồi, mình thì cũng hết luôn rồi, chỉ còn thằng nhỏ thì thôi cả nhà thông cảm, bó tay chấm cơm với nó, nhìn cái tướng nó là biết rồi. Bây giờ nói chung là cái buổi ăn cua đồng của mình đây là kết thúc nha cả nhà. Cả nhà thấy hay thì hãy cho ba cho con một like. Đặng mình nhớ có cái động lực nữa, là cả nhà biết có động lực nữa, đặng mình cố gắng mình làm những món nữa, hoặc cái gì hay mình sẽ quay lên cho cả nhà và mọi người cùng xem. Thôi một lần nữa ba cho con bye bye, chào tạm biệt cả nhà nè. Chúc cả nhà một buổi sáng đầy vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha.